phỉ báng Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên Facebook, một thanh niên 18 tuổi tại nước này đã bị bắt bỏ từ 18 tháng, một tòa án ở thành phố Medan, Indonesia. Ngày 16 tháng 1 tuyên xử một học sinh trung học 18 tuổi, tên viết tắt MSD, sống ở thành phố Medan, đảo Sumatra do vi phạm luật Internet với những bình luận phỉ báng tháng 7 năm 2017. MFB đăng nhiều bình luận và hình ảnh phỉ bán Tổng thống Widodo và Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia Tito Canavian lên Facebook bằng tài khoản giả mạo. Thanh niên này thậm chí còn thách thức cảnh sát nhưng một tháng sau đó đã bị bắt theo phán quyết của tòa. Ngoài bị giam 18 tháng tù, bị cáo phải nộp phạt 10 triệu rupiah gần 17 triệu đồng và nếu khoản tiền không được trả thời gian ngồi tù sẽ kéo dài thêm một tháng nếu khoản tiền phạt không được nộp thời hạn giam giữ sẽ được kéo dài thêm một tháng Chủ tọa phiên tòa tuyên bố, MFB đã tuyên bố không kháng án những vụ xử về tội phỉ bắn trên Facebook không phải là mới tại Indonesia, mới tuần vừa rồi, tòa án tại tỉnh Zambia phạt một chính trị gia một năm tù do báng bổ đạo hồi trên mạng xã hội này. Chính trị gia nói trên cũng bị buộc thêm tội kích động thù hận tháng 11 năm 2017. Một người khác cũng bị truy tố vì đăng ảnh bà Iriana, phu nhân tổng thống Widodo lên Instagram kèm theo lời lẽ xúc phạm.